Beray nói gì khi bị chỉ trích vì trù ẻo người yêu cũ thậm tệ? Khi bài rap gây tranh cãi, Beray cũng đã chính thức lên tiếng sau loạt ồn ào này. Gần đây xuất hiện những tranh cãi xoay quanh chuyện rapper bị tuyết còi vì vượt quá giới hạn. Trong đó, gần nhất Beray phải gỡ sản phẩm để ai cần sau khi bị tố viết lời thô tục. Cụ thể, ca khúc trên gây tranh cãi vì phần lời có chứa những từ ngữ dung tục, phản cảm, thể hiện thái độ thù hằn của một chàng trai dành cho người yêu cũ phản bội. Beray bị chỉ trích vì bài rap trù ẻo người yêu cũ. Phần lyric của Beray ngập trong những lời nguyền rủa như: anh mong mỗi lần em leo cầu thang là chân bị hụt, chúc em qua đời thanh thản ở trên giường ngủ và thức giấc là ở dưới địa ngục. Anh mong những ngày tệ nhất sẽ đến với em mỗi khi bầu trời trong xanh. Khi bài rap gây tranh cãi, Beray cũng đã chính thức lên tiếng phát ngôn sau loạt ồn ào này. Anh cho biết để ai cần chỉ là phút ngẫu hứng giữa anh với Giang Hát. Mọi lời lẽ châm biếm chỉ là trêu đùa. Beray qua đó cũng quyết định chính thức gỡ bỏ ca khúc để ai cần trên mọi nền tảng khi nhận thấy mọi việc đang đi quá xa. Xin chào mọi người. Ca khúc để ai cần chỉ là phút ngẫu hứng của Beray và anh Giang Hát, không phải sản phẩm âm nhạc chính thức. Những lời lẽ châm biếm người yêu cũ trong bài hát chỉ là trêu đùa và không nhằm vào một đối tượng có thật cụ thể nào. Tuy nhiên, bài hát đang nhận được khá nhiều sự quan tâm của khán giả, trong đó cũng có những ý kiến không đồng tình và cảm thấy không thoải mái với việc chế giễu người yêu cũ như trong bài hát. Beray đã lắng nghe và xin tiếp thu ý kiến phản ánh của các khán giả, cũng như quý báo đài. Chính vì thế, Beray xin phép gỡ bỏ ca khúc để AI cần trên mọi nền tảng. Chân thành xin lỗi mọi người. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.